vi tính. Chị có xe ra màu đen á. Rất được có không nữa. Chị sẽ bóng với tay. Trời nắng quá à. Trời ơi. Cái thằng mập tới không chịu ngồi chỗ. Cái khung ở trên còn chết nữa. Nhà đó, nhìn ở ngoài thấy bên nhầy ở trong đó làm gì ngon. Này đó mày cỏ bảo đảm bà không có mua thấy không? Nó nhìn ở ngoài không thể là biết được. Chỉ nó bị vậy thôi nhưng mà nó chưa có bị nặng rồi. Nó bị nặng rồi nó khác. Nó bị giống chút thua vậy. Thừa ở ngoài mà nó hư vậy ở trong của hôn ấy làm gì ngon hơn. Không phải ho nó bị hư nhưng hư ít thôi, nó hư nhiều vậy. Cái này không phải hư cái đó không mà nó hư cái giọt không mà nó bốc. Nhà nó sửa là khẩm tiền luôn. Dạ con rút cái cho em đi được cái bịch đây. Đi làm. Trời bây giờ đi làm. Đưa anh ba anh hai làm cho con. 5 phút mà. 4 phút rồi mẹ. Ba cũng căng. Cú làm căng hả chứ. Làm phụ nha. Làm phụ. Làm muốn. Thê thảm. Sao nó quay nhẹ vậy hả nè?
ít, phải quay nhẹ thôi. Gió ít hả? Gió ít hả? Quay nhẹ. Gió đâu. Đưa nó làm đây là gần biển nè. Giờ nó gió hơn, nó không làm nè. Nhớ hồi xưa đi tới bang nào chơi trời quá trời quá đất luôn á. Liên trời chứ đâu. Đường đi liên trời. Đó là thung lũng gió à. Bởi mấy người trong khu đó bị hay nha. Hay bị bão bão cát á hả? Xoáy cát gì đó. Đây gần biển nè. Có
bán thêm à. Wow, quá trời luôn. Nhà này rưới như là phỏng tay luôn á. Ra phỏng tay. Mắt. Có thấy cái gì nữa? Biển đâu, biển đâu, biển đâu. Cắt đi liền. Almost. Nhà có ba đẹp không? Xác hồ là mắt có hay mấy chiếc xe này nè.
Santa and gift shop. Tăng ngang ngửa cãi nhau đi tiếng máy gần 2 tiếng tới. Trời, quay quay luôn chứ không có thấy đường luôn á. Mà hình á, nó không thấy. Không biết có rõ không các bạn ơi. Đây nhìn sạch sẽ, có chỗ đầu xe. Còn ở Galveston thì nó không có chỗ đầu xe. Galveston đầu xe thì phải tốn tiền. Còn ở đây thì đậu không có tốn tiền. Thank you.
mừng như là cái gì vậy.